Em bị sảy thai 2 lần liên tiếp, một lần tuần thứ 6, một lần tuần 14. Mẹ em trước đây cũng sảy thai một lần. Cho em hỏi vấn đề sảy thai có thể do di truyền không ạ? À, vâng, chúng tôi cũng rất chia sẻ với bạn Ngọc Anh. À, và xin mời bác sĩ cùng chia sẻ câu hỏi này ạ. Vâng. Chào bạn Ngọc Anh. Thì sảy thai nó có hai trạng thái. Một là sảy thai tự nhiên như tôi vừa mới đề cập ở trường hợp trước, thì là một cái hiện tượng cũng không nên quá lo lắng. Ngược lại thì một cái trạng thái thứ hai đó là sảy thai liên tiếp, tức là gì? Một người bị sảy 2 lần liên tục trở lên và cái tuổi thai là dưới 22 tuần thì được coi là một cái người bị sảy thai liên tiếp. Và một khi đã bị sảy thai liên tiếp thì đây là một cái bệnh lý cũng khá là phức tạp do rất nhiều các nguyên nhân dẫn tới. Và nó cũng tương đối là hay gặp, chiếm tỷ lệ từ 3 đến 5% quần thể phụ nữ nói chung. Chính vì vậy, trước cái câu hỏi của bạn, tức là khi bạn đã bị sảy 2 lần liên tiếp, một lần ở tuổi 16, 14 và một lần ở tuổi thai thứ 6, mẹ bạn trước đây cũng bị sảy thai một lần, thì thực sự đây cũng là một cái vấn đề mà bạn cũng cần phải hết sức quan tâm. Các cái nguyên nhân dẫn tới sảy thai liên tiếp thì có 5 nhóm nguyên nhân chính. Một, thứ nhất là các nguyên nhân do bất thường về nhiễm sắc thể và gen của bố mẹ. Cái nhóm nguyên nhân này thì nó ít gặp hơn, nó chỉ chiếm khoảng từ 3 đến 5% các cái nguyên nhân dẫn tới sảy thai liên tiếp nói chung. Một nhóm nguyên nhân thứ hai đó là các cái bất thường của tử cung. Các bất thường của tử cung thì chiếm khoảng 20% các cái nguyên nhân dẫn tới sảy thai liên tiếp. Nhóm thứ ba đó là những cái nguyên nhân do các cái rối loạn nội tiết sinh sản hoặc là nội tiết về chung, ví dụ như là tuyến giáp hoặc là tiểu đường chẳng hạn, thì cũng dẫn tới sảy thai liên tiếp. Nhóm thứ tư đó là các bệnh lý về đông máu. Các bệnh lý đông máu thì hay gặp ở những cái người phụ nữ châu Âu nhiều hơn, dẫn tới sảy thai liên tiếp. Và nhóm thứ năm hay gặp nhất đó là các cái bệnh lý về tự miễn và miễn dịch. Thế thì ở Việt Nam thì có khoảng 10% các cái nguyên nhân sảy thai liên tiếp là liên quan tới các bệnh lý về tự miễn miễn dịch, và đặc biệt là cái hội chứng kháng phospholipid mà chúng ta đã rất quan tâm trong thời gian 10 năm gần đây. Thế thì đứng trước trường hợp của bạn, thì bạn hỏi liệu có phải là do di truyền từ phía mẹ hay không? Thì cái nguyên nhân mà di truyền từ người mẹ bị bất thường nhiễm sắc thể là có, nó chiếm khoảng 10 đến 20%. Nếu như người mẹ đó bị bất thường nhiễm sắc thể thì nó có thể di truyền cái gen cái nhiễm sắc thể bất thường đó cho con, tức là em của bạn đó, thì có thể chiếm 10 đến 20%. Thế nhưng mà cái tình huống mà người mẹ bị bất thường nhiễm sắc thể mà vẫn sinh được các con như thế này thì lại rất là ít gặp. Chính vì vậy bạn cũng không nên quá lo lắng, đây là một cái bệnh lý di truyền từ mẹ. Tuy nhiên, với cái tuổi thai mà em bạn đã bị sẩy ở cái tuổi thai 14 tuần thì thực sự là một cái hiện tượng rất là ít gặp. Vì chúng ta biết là 80% những trường hợp sảy thai là nó xảy ra ở trong quý 1, trong vòng 12 tuần đầu. Và nếu như có thực sự xảy ra ở những cái tuần sau thì thật sự là phải có một cái nguyên nhân gì đó. Nguyên nhân ở đây thường là do bất thường dị dạng của tử cung, hoặc là một nguyên nhân thứ hai đó là cái hội chứng kháng phospholipid. Thì em của bạn cần nên đến những cái cơ sở chuyên khoa, chuyên sâu về sản phụ khoa để tìm kiếm các nguyên nhân và điều trị kịp thời. Đó. Vâng. Chúng tôi